Chào mừng quý vị và các bạn. Rất vui là ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần thì tôi đang có mặt tại showroom văn phòng 180 Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu muốn được tư vấn trực tiếp do chính tôi là người tư vấn cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy đến trụ sở công ty của Mark Home tại Hà Nội, 180 Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung chúng tôi tại số 287 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Miền Nam tại số 162, 164 đường Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì chúng tôi đều có trực tiếp các chuyên viên tư vấn, các kiến trúc sư làm việc, cũng như thể là các cái sản phẩm do Mark Home sản xuất cũng như phân phối độc quyền. Khi mà đến đây thì chúng ta sẽ được tham khảo rất nhiều mẫu nhà đẹp, được các kiến trúc sư tư vấn về đơn giá, về chi phí, về phong thủy, để sau này mọi người sẽ có được cái nhìn tổng quát hơn và có một cái lựa chọn chính xác hơn của mình. Với Mark Home, cái thế mạnh của chúng tôi là đơn vị duy nhất hiện tại sản xuất ra các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Thế nên là những cái dòng sản phẩm này rất tốt, rất cao cấp, và hai lại là cái chi phí của nó lại vô cùng phù hợp. Khi mà chúng ta đang làm việc với một đơn vị vừa có trực tiếp kiến trúc sư thiết kế, vừa có đội ngũ là các thợ thầy thi công, và đặc biệt là vừa có nguyên vật tư vật liệu và chế hành về chế độ bảo hành bảo trì sau này, thì chắc chắn ngôi nhà của chúng ta là một ngôi nhà trọn vẹn, không những đẹp, bền, và thứ hai là chi phí rất là phù hợp. Ngày hôm nay thì tôi sẽ quay một quá trình tư vấn cho một khách hàng lạ, chưa biết đến Mark Home, chưa nghe đến Mark Home bao giờ, nhưng mà là một người ghé qua văn phòng trụ sở chính của Mark Home, tôi sẽ là người trực tiếp tư vấn. Mọi người hãy xem qua quá trình chúng tôi tư vấn, cũng như thể là có thêm một cái nhìn tổng quát hơn khi chúng ta làm việc với Mark Home. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng những cánh quay, những cái góc quay sẽ giúp cho quý vị các bạn có những cái nhìn chân thực hơn. Cảm ơn quý vị. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay, với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc, và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mark Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mark Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc, và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mark Home. Thì hôm nay tiện là có cô chú ghé qua đây trực tiếp, qua trực tiếp trụ sở văn phòng bên cháu. Thì trước mắt thì cháu giới thiệu, cháu là tổng giám đốc công ty. Thì hôm nay cháu có việc về đây thứ hai đầu tuần, thì thường cháu họp ở trên công ty. Nên hôm nay rất là vui được tiếp cô chú. Và hai là những cái gì cháu tư vấn là những cái gì nó sẽ sát sườn nhất và chính xác nhất. Bởi vì trong công ty thì cháu là người có tiếng nói nhất rồi. Rất là vui hôm nay lại gặp cô với chú ở đây. Không biết chú tên gì chú? Tên là Lộc. À chú Lộc ạ, cô là cô Ngoan, Toàn. Cô Toàn ạ, cô Toàn là liên hệ với lại các bạn kinh doanh bên cháu đấy ạ. Rồi. Nhà mình là tại Trương Mỹ, là gần văn phòng trụ sở chính luôn ạ. Trương Mỹ thì cách đây chắc tầm 10 cây cô nhỉ? Ừ thế thôi, nếu 10 cây đúng rồi, mà đây Trương Mỹ 10 cây. Ủy ban huyện thì chỉ khoảng thế thôi, 10 cây hơn 10 cây tí. Dạ. Đấy là mình muốn là làm tốt nhất, nhưng mà cái giá phải tốt hơn giá thị trường. Ví dụ vật liệu thứ thì cô chú cũng là người đi tìm hiểu rồi. Cô chú cũng biết là bên ngoài người ta bán cây sắt là bao nhiêu tiền một tấn rồi, viên gạch là bao nhiêu tiền một viên rồi, thì dĩ nhiên lúc đấy cô chú sẽ so sánh, à bên Mark Home này có vật liệu tốt này, giá tốt này, thì dĩ nhiên mình chọn đấy. Và hai là cái chế độ bảo hành tốt. Thế thì hôm nay cháu sẽ tư vấn cho cô chú, thứ nhất là về chi phí, thứ hai là về công năng, và thứ ba là bọn cháu có một cái thế mạnh hơn, đấy chính là cái phong thủy. Đấy, phong thủy cho bọn cháu, để bọn cháu có thầy phong thủy riêng, nên là bao giờ cũng sẽ các thầy cũng sẽ tư vấn và tính toán trên cái thiết kế nhà mình. Đấy. Nhưng mà nhà mình một tầng thì phòng thờ cũng sẽ được ưu tiên là nơi sáng nhất, nơi đẹp nhất và hướng đẹp nhất ra ngoài cửa chính. Thế thì bao giờ phòng thờ với phòng khách cũng sẽ liên thông để cái không gian nó lại vừa thoáng. Nhưng mà có một yêu cầu là phòng thờ mình không được nhìn qua cái hông gáy phòng thờ, hoặc là không được nhìn vào chính diện,
Ví dụ mình ngồi đây mà lại thấy phòng thờ chính diện, mình ngồi hướng chính diện thì đấy lại phạm về phong thủy rồi. Thế thì bao giờ phòng thờ mình cũng có một là những cái vách, vách để ngăn vừa thoáng nhưng mà phải có độ riêng tư ở trong đấy. Thứ hai là có những cái rèm hay là những cái vị trí chúng ta phải che đi. Chứ không ai đi ngồi chính diện để cứ nhìn các cụ để cái đấy chúng ta cũng kiêng. Thế thì phải đảm bảo yếu tố là vừa thông thoáng lại phải vừa riêng tư, cũng phải vừa có sự kín đáo ở trong đấy. Thế thì phòng khách với phòng thờ thì bao giờ bọn cháu sẽ tính nó liên thông với nhau. Đấy, sau đến đấy là có 3 phòng ngủ, một phòng chính cho ông bà là phòng rộng nhất rồi, và có 2 phòng bé còn lại. Thì diện tích bọn cháu tính nó dao động tầm 100 đến 110 mét vuông. Đấy, chưa bao gồm sảnh chính, sảnh phụ. Cái đấy là tâm sự thật với lại cô chú là không thể tránh được. Rất nhiều người tư vấn cho khách hàng là cái đấy không bao giờ bị cong vênh, nhưng nói sai hoàn toàn. Bởi vì cái khí hậu của mình là mùa đông nó lạnh, mùa hè nó nóng, cái độ trương nở của nó vẫn có. Bản chất cái gỗ của mình là bên trong nó đang còn nước, nó không bao giờ nó khô hết được. Cho dù mình tẩm sấy, cho dù mình xử lý tốt như thế nào đi chăng nữa thì nó không bao giờ được. Tại vì nhà cô sử dụng cửa gỗ, cô biết rồi. Đấy. Thì đây cháu nói rõ là tuổi thọ của nó chỉ được 3 đến 4 năm. Đấy là xử lý thật tốt, đấy là cửa lâu năm ấy. Chứ còn cửa mà dùng cái gỗ non thì chỉ được 1 năm là hư thôi. Đấy, thì nếu mà cô chú muốn bền thì cháu khuyên là nên sử dụng cửa thép vân gỗ. Nhìn bên ngoài nó vẫn là gỗ, không khác gì hết. Nó chỉ khác một cái là chất liệu, nó là thép. Mà cái này mình gõ tay mình mới biết được chứ nhìn bên ngoài không biết được. Mà nhà cháu bây giờ đang dùng là cửa thép vân gỗ, nó cũng rất bền, không hư được. Không, cửa đấy thì chú biết rồi. Đấy. Chú đã pha xem nhiều là mối mọt cũng không thể ăn được. Một số thiết kế nhà này nó. Đấy. Thép vân gỗ. Thép vân gỗ. Nó làm theo cũng như gỗ, đúng rồi. Gỗ thật. Nhìn đúng rồi. Không nhận được. Biết, nhưng còn bình thường thì không biết được. Thì cái phần gạch lát của mình chắc là chọn gạch 80-80 cô nhỉ? Là vừa. Đấy. Lát vừa 1 mét. Đúng rồi, 1 mét thì hơi to, 1 mét thì thường những công trình phải tầm 200 mét trở lên cơ. Cái này là 80. Vâng, cái đây là 80. Chút này cháu sẽ dẫn cô chú lên trên, cô chú xem qua vật liệu, cháu sẽ tư vấn xem vật liệu giá có loại gì tốt, loại gì mình nên chọn. Đấy. Thì vấn đề thứ hai là về chi phí. Cái này cái rất là quan trọng, bởi vì đa số các công ty là người ta sẽ tư vấn nó không đúng. Thứ hai là họ không có chuyên môn sâu về xây dựng nhà, nên đâm ra họ tư vấn cho cô chú một đường sau này để sai một nẻo. Còn đây là cháu tư vấn gần như là chính xác. Cái phần mái lợp phía trên ấy, nó sẽ có rất nhiều hình thức. Một là cô chú làm mái thái này. Mái thái nó tốn hơn rất nhiều, bởi vì mái thái nó có nhân hệ số vát chéo đấy. Đấy, cái đấy nó mới tốn tiền. Cái đấy thì nó nhân hệ số nó rất là tốn kém. Cái đấy nhân hệ số không? 1.5, thường là 1.5 đấy. Dạ. Còn bình thường mái Nhật của mình thì lại thấp hơn. Mái Nhật thì không có cái vát nên là đúng rồi. Đúng rồi, mái Nhật thì hầu như cô chú chỉ tính thêm mỗi cái tiền lợp vì kèo với tiền ngói. Nó chỉ rơi vào tầm đâu đấy khoảng 600.000 một mét vuông. 600.000 một mét vuông của mình ở đấy nó rơi vào tầm 150 mét vuông. Đấy, nó chỉ rơi vào tầm hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 triệu là có luôn cái hệ mái rồi. Đã. Nội thất thì ở trong mình xây là nội thất thì nó chỉ có nhà vệ sinh là có cả các cái này. Lavabo, chậu, bệt, xí, vòi sen tắm là đều đủ hết. Đấy. Ôi, thì năm mình khóa đây là chìa khóa trong tay. Đúng rồi, chìa khóa trong tay. Bếp thì có bệ này. Dạ. Có những cái gì trong bếp thì có những cái. Bếp thì thường nếu như bọn cháu xây mà mình không yêu cầu làm nội thất ấy, là sẽ làm tặng cho chủ nhà cái kệ bếp. Bên trên có bàn đá, có bếp từ. Còn nếu như mà mình yêu cầu là làm đẹp luôn thì bọn cháu sẽ làm luôn cái tủ bếp. Tủ bếp thì có nhiều loại, một là chất liệu acrylic, chợ hàng chống nước, chống cong vênh, chống nước. Hai là tủ nhôm. Tủ nhôm thì bây giờ ít dùng. Thứ ba là tủ gỗ. Gỗ thì có hai dòng, gỗ công nghiệp với gỗ tự nhiên. Thì như nhà mình nếu như mà 120 m², 110-120 m² nó sẽ dao động tầm khoảng 900-1 tỷ. 900-1 tỷ là cô chú đã xong rồi. Còn phụ thuộc chính vào địa chất nền đất nhà mình và khu vực mình xây dựng. Địa chất thì chắc là đất cứng ngày xưa, những cô chú đất cứng. Đất là từ kiểu đất thổ cư từ lâu đời của các cụ để lại. À. Thì nó cũng là nhà đất ở đấy nó là đất cát pha. Dạ. Đất cát pha, đất cát pha thì sau thi công mình chỉ đổ bóng băng hết xong và đổ trụ cột xong rồi đổ dập dưới ra. Dạ. Vì nó một mái. Dạ, dạ. Dạ. Ngoài ra thì mình nó còn một cái chi phí nữa mà rất ít người nhắc đấy, thì chính là cái thuế. Đóng thuế xây dựng. Đến năm 2023 này là gần như công trình nào mình phải đóng thuế. Đặc biệt tại khu vực Hà Nội của mình. Đấy, các tỉnh thành phố lớn là phải đóng. Đấy, cái này thì bọn cháu cũng có tư vấn cho các chủ nhà, bởi vì cái chi phí thuế này là bắt buộc mình phải đóng. Mình không thể tránh được.
thì nó sẽ dao động tầm như nhà mình 100m2 nó chỉ dao động tầm mười mấy triệu, nó không đáng kể. Vâng, cái đấy bọn cháu làm hết cho mình. Còn lại khu vực nào mà không phải đóng thì mình sẽ tiết kiệm được. Còn nhiều khu là phải đóng, vì bình thường nếu như mà không đóng là không đóng hết. Còn nếu như khu vực đã đóng một nhà thì các nhà sau cũng phải đóng, bởi vì mình khi mình xin cấp phép xây dựng là họ sẽ báo mình luôn. Dạ. Thì cái đấy nó cũng không đáng mấy, thì cháu có tư vấn cô chú. Thực ra thì cô cũng đi lấy chồng mà. À. Cách đấy một đoạn. Dạ. Cách khoảng hơn chục cây. Dạ. Thế nhưng mà về thì mà đại khái là cô cũng thấy cũng xây dựng các thứ nhưng mà chưa thấy phải đóng thuế bao giờ. Không, nhiều khi là nhiều chủ nhà báo là tôi chỉ chuẩn bị có một nấy tiền thôi, sau tự nhiên lại phát sinh thêm cái tiền này tiền kia, thì bao giờ cháu cũng sẽ tư vấn trước các cô chú là sẽ có những khoản như vậy. Còn khoản nào tiết kiệm được mình thì mình tiết kiệm thôi. Còn thứ hai là về cái phần đường điện đường nước là mình có rồi đúng không, đúng chú? Có điện nước, có xả. Điện thì điện nước thì mình có giếng khoan thôi. Ừ. Cái giếng là giếng nhà cô là giếng khoan. Giếng khoan từ dưới lòng đất lên là cửa nhà. À. Đấy, chứ nó không có đường nước. Không, chính giếng khoan lại tiện cho việc mình thi công. Thế nhưng mà nhà cô ở ngoài ở đấy là bây giờ là nó phải có cái bể lọc bằng cát ấy. Rồi. Xong mới xuống cái bể kia xong mới sử dụng. Rồi. Đấy, còn nếu mà nước ăn nước uống là mình phải có cái máy lọc, mua cái máy loại máy của Hàn Quốc ấy. Dạ. Để lắp vào để lọc để nước ăn nước uống. Thế còn nước sử dụng là tắm là có các thứ nó có chỉ lọc qua cát. Ấy. Dạ vâng. Đấy. Dạ vâng. Thì cái đấy thì sau này mình sử dụng để tưới bê tông nữa cô. Tưới bê tông tức là mỗi lần mình làm trước khi đổ bê tông là mình phải tưới cốt pha hết. Xong bắt đầu đổ xong là mình phải bảo dưỡng. Đấy, bảo dưỡng bê tông. Thì với cái độ ổn định bê tông ở trong cái phần đổ bê tông mái ấy, thì mình phải giữ tầm ở 23 ngày. Nếu như không sử dụng R7, tức là không sử dụng bê tông đông kết nhanh, thì ít nhất là mình phải giữ cốt pha trong vòng 23 ngày, 21-23 ngày. Đấy, thì cái đấy là mình phải tưới bảo dưỡng liên tục cho tường, hay là trước khi xây hay là trước khi mình ốp lát mình đều phải ngâm con nước, nên cái lượng nước sử dụng của công trình tương đối là nhiều. Đấy, có những công trình bọn cháu làm một tầng nó phải rơi vào tầm hơn chục triệu. Đấy, từ lúc xây đến lúc xong là cũng phải tầm hơn chục triệu tiền nước. Tức là dạ, đấy vâng. Là nước mình ấy. Đấy, mình phục vụ cho công trình. Ý dạ. Là nước máy là đúng rồi, máy đúng rồi. Nhưng mà nhà mình ở quê thì nó nhà mình cô chú là tiện nước giếng lại tiết kiệm được thêm một phần tiền. Cứ mỗi lần là mình tiết kiệm được là cũng tương đối là tốt. Bây giờ cháu sẽ dẫn cô chú đi xem cái vật liệu để cô chú biết là vật liệu giá như thế nào với có tốt hay không, để sau đấy cô chú sẽ có cái tính toán để mà mình lựa chọn. Đây, con mời cô chú. Thì trong cái nhà mình ấy, quan trọng nhất là cái phần gạch ốp lát. Đấy, cái gạch ốp lát nền ấy thì chút là lên trên tầng trên. Đấy, bởi vì nó là những cái phần mà đi vào trong công trình nó bền theo công trình. Cái thứ hai là sơn. Sơn nó rất quan trọng, sơn có bền màu hay không hay là chất liệu có tốt hay không. Đây, bọn cháu có sơn Mắc Hôm luôn. Sơn này là do trực tiếp nhà máy bên cháu sản xuất. Đấy, sơn Mắc Hôm thì rất là tốt và yên tâm cô chú. Đấy. Sơn này thì bọn cháu sản xuất là đến năm nay là hơn 10 năm rồi. Thì bọn cháu có rất nhiều dòng, ví dụ như toàn bộ bọn cháu sử dụng là hàng cao cấp hết. Tức là bên trong nội thất là hàng lau chùi. Lau chùi được, bẩn đâu mình lau chùi đấy. Đấy, còn bên ngoài là hàng chống thấm, tức là mình đã khoác cho ngôi nhà của mình một cái dòng là dòng chống thấm rồi, là mình không lo cái việc thấm ở trong nhà. Ngày xưa là cô chú có thấy là các cái bức tường chống thấm người ta phải sơn màu ghi, sơn màu đen, sơn màu ấy đấy. Còn đây bên cháu là sơn màu gì cũng có thể là sử dụng chống thấm được, màu trắng các thứ chúng ta sử dụng chống thấm bình thường. Đây là bên ngoài đấy, bên dạ. Ngoài tường là chống thấm là vâng. Thì nó có nhiều màu đúng không? Vâng. Và cái sơn này bọn cháu bảo hành là từ 5 đến 7 năm. Lâu nay cô chú đi mua sơn bên ngoài không ai bảo hành, bởi vì cái người bán sơn ấy người ta sẽ đổ lỗi cho cái ông thợ sơn. Không phải là cái người bán sơn như các cô mà ở nhà trước ấy, là các cô cứ ví dụ như cháu làm sơn thì đúng rồi, cháu đến sơn nhà cho cô loại sơn này nó tư vấn đúng này, rồi như thế này sơn kia thế kia thì dạ. Thế nhưng mà khi mà xảy ra vấn đề gì là gần như các đội là đổ lẫn cho nhau. Còn đây bên cháu là người sản xuất, bên cháu chịu trách nhiệm, và gần như tất cả các công trình, hàng nghìn công trình bọn cháu làm là chưa có ai phản ánh gì về sơn hàng kém cả. Bởi vì sơn này bọn cháu đặt ngay từ ban đầu là phải là làm hàng cao cấp rồi. Đấy, làm hàng cao cấp nhưng cái giá cũng rất là tốt. Giá sơn thì bọn cháu đang có một cái độ phục vụ cho khách hàng bên trong thôi, bọn cháu không bán ra ngoài. Chỉ những ai làm công trình bên trong bọn cháu mới sử dụng các vật liệu. Bởi vì nó liên quan đến thương hiệu.
Bọn cháu gây dựng thương hiệu bao nhiêu năm nên là cái dòng sơn cũng phải là rất là tốt, rất là cao cấp. Đấy. Ngoài ra thì có những cái dòng thiết bị vệ sinh. Đấy, thiết bị vệ sinh bên trên kia thì có nhiều để cô chú. Đây, cháu mời cô chú lên trên để tham quan. Bàn lavabo, lavabo thiết bị vệ sinh. Cháu ở đây thì có 7 tầng. Đây là một tòa của cháu thôi. Cháu có tại miền Trung, miền Nam, miền Tây, Tây Nguyên. Mỗi một khu vực là một tòa. Dạ. Và nhân sự của cháu lên tận hàng nghìn người cơ. Dạ. Mình kiến trúc sư của cháu là hơn 200 người. Còn lại là kỹ thuật với thợ với đầu cánh. Đây là những dòng cửa thông phòng. Bọn cháu làm là chất liệu composite. Đây, cô chú... Gọi là như cái ấy nhựa. Vâng, đây. Cái này là dòng cửa thông phòng, tức là các cái phòng ngủ đấy. Mình sử dụng cái này. Còn bên ngoài cửa sổ thì mình lại sử dụng cửa nhôm kính thì nó thoáng, nhưng mà cái này thì nó lại cho mình cảm giác là ấm cúng. Tức là mình... Thế tức là cái này là bên gỗ bằng nhựa. Vâng. Thế còn cửa chính là... Cửa chính là gỗ tự nhiên. Cửa chính là có hai dòng là gỗ tự nhiên với lại cửa thép. Dạ, cửa thép vân gỗ. Vâng. Còn đây là những cái dòng chậu rửa mặt. Dạ. Đấy, cô chú thấy là nhiều mẫu mã đẹp đúng không? Sau này lúc làm vào chọn... Đây là bồn tắm thì chắc nhà mình không xài bồn tắm chú nhỉ? Tôi không dùng bồn tắm. Dạ. Vì là nhà vệ sinh của các ông bà thì mình không cần dùng bồn tắm. Gương thì hầu như bọn cháu sử dụng 100% là gương có cảm biến LED. Tức là có sấy có LED luôn, LED ba màu các thứ. Mình đi vào tắm đấy mình bị nước nó vẫy mình không lo vì cái đấy là có chế độ sấy rồi. Sấy. Dạ vâng, sấy khô. Vâng, đây là ngói đấy. Ngói đấy cô chú cứ cầm vào cô chú mới biết là chất lượng hay không. Đấy, đây cháu lấy. Đấy. Đấy chú. Biết rồi ngói nung. Dạ. Bây giờ thì hầu như người ta xài ngói công nghiệp. Dạ. Đấy, bây giờ hầu như 100% là dùng ngói công nghiệp, không giống như cái ngói Hạ Long mà ngói đỏ ngày xưa mình dùng. Ngói đấy thì nó xấu và nó lỗi thời rồi, mà bây giờ hầu như người ta sử dụng ngói này. Mấy ngói này nó không bị mốc. Dạ vâng, ngói này thì màu nó đẹp. Cái này nếu mà xong vít inox. Đúng rồi, vít là vít chống gỉ. Inox. Dạ vâng. Đấy, phải dùng inox. Đấy. Ngói đỏ cũng như này. Còn đây là thép khung, khung thép. Khung thép thì mình nhận biết vào cái độ dày. Cái độ dày của khung thép, càng dày thì nó càng tốt. Càng dày càng nặng, thì sao thì càng dày càng nặng nó càng tốt. Đấy. Ngoài ra thì có nhiều cái dòng ngói. Cái này là mấy ly hả? Thường lại chỉ hơn 1 ly, 2 ly. Nhưng sau này cô chú chọn thoải mái. Cô chú thích loại nào cháu làm cho cô chú loại đấy. Đây, cái dòng này là dòng vuông, ngói vuông. Còn bên này là vòi sen nữa. Các cái dòng vòi sen. Sau này cô chú cứ thích mã nào thì bọn cháu sẽ đưa vào. Đấy, tủ bếp thì sao mình chỉ làm một cái như kia thôi. Lắm, bé bé xinh xinh. Chú nhỉ? Đây là đèn đấy. Đèn toàn bộ dòng đèn LED, đèn đo line. Cái này do bọn cháu phân phối với lại lắp ráp. Này chất lượng ngang với dạng đông của mình. Mà bọn cháu là bảo hành trọn đời cho cô chú. Tức là lúc nào cũng có hàng, cái này cô chú không lo là thiếu hàng. Như thế cô chú mua các đơn vị khác có thể là họ làm xong rồi họ đi, họ không có hàng, họ thay thế. Thì như bọn cháu lúc nào cũng có hàng. Hàng trong kho trong ấy lúc nào cũng có. Còn đây là một cái set khi mà mình lên trong một phòng tắm thì có một cái set sơ bộ như thế này. Đấy. Và một set ở đây thì bao gồm là chậu rửa mặt, bàn âm, cái này là âm chưa? Về trong nhà vệ sinh thì chúng ta có bàn nổi này, bàn bán âm và bàn âm. Cái này của mình là đang là âm, dòng bàn âm. LED, đấy, LED có chế độ LED, gương, sấy rồi vòi. Mình chỉ cần dùng cái này thôi, không cần quá cao cấp đúng không chú? Vâng, chậu rửa bát. Là một ấy luôn. Cùng theo set luôn. Tức là một máng luôn. Vâng. Bây giờ thì có rất nhiều dòng, ví dụ dòng một hố, dòng hai hố, bây giờ nó có thêm cả dòng ba hố. Nhưng mà xài đẹp nhất là cái này cô này. Cái này thì nó có một cái là có thớt. Đấy. Tức là cô chú lúc cần phát là ta tháo ra. Nó có thêm một cái là khay. Khay này là khay rửa chén. À, rửa trái cây, rửa rau. Xong rồi để. Đúng rồi. Chặt tiếp ở đây được á? Chặt đấy được, thái, đấy gọi thái. Thái. Và thì không được. Cái đấy tháo ra được cô. Tháo được. Không tháo được, cô biết được nhưng mà ý là bỏ để như này, chặt thì cô sợ.
Thái cái đấy thường là thái. Dạ. Đi, cháu mời cô chú lên tầng trên. Tầng trên của cháu là gạch. Trong này thì một là cái dòng sàn gỗ. Nhà mình thì chắc không dùng rồi. Bởi vì cái dòng sàn gỗ này thường là sẽ... Đây là gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp? Gỗ công nghiệp. Gỗ này gỗ Mắc Hôm, cũng do bọn cháu sản xuất. Gỗ này bọn cháu dùng là gỗ cốt xanh 12 ly. Thường bên ngoài thị trường người ta chỉ dùng dòng 9 ly, tức là cái độ dày của nó. Thứ hai là họ dùng cái cốt, không phải là cốt xanh. Cốt xanh là cốt kháng ẩm, khá là tốt. Đấy, cô cầm lên cô thấy là chắc chắn đúng không? Đấy, chắc chắn nó đẹp. Cái này bọn cháu sản xuất trên công nghệ của Đức. Cái này là bao nhiêu tiền một mét vuông sàn? Cái này bình thường bên ngoài đang bán tầm 600 nghìn một mét. 600 nghìn một mét là dòng Đức hoặc là dòng Mỹ hoặc là dòng của Úc. Nhưng mà bọn cháu đưa vào trong các công trình của Mắc Hôm thì 400 thôi. Nhưng mà chỉ bán bên trong công trình của bọn cháu, tức là chỉ dành cho những khách hàng mà... Cô mà có nhà rồi cô muốn làm đúng rồi. Không được à? Cô làm được, tức là cô lại là... Không, không đặt xây nhà nhà cháu. À lại không mua được, tức là bọn cháu chỉ bán bên trong thôi. Tại vì là cô đã ví dụ cô có nhà dạ. Rồi mà cô muốn lắp là không được. Tức là cô mua bên ngoài thì lại mua với giá lẻ, tức là mua với giá bình thường như mọi người mua. Nhưng mà khi cô là khách hàng bọn cháu thì lại mua được giá là giá... Rẻ. Đấy, giá rẻ. Đấy là cái ưu điểm khi mà khách hàng lựa chọn. Đây giống như những cái dòng gạch đây. Khổ 80-80 cô này. Rất nhiều. Đấy, sao cô chú thích cái đầu. Bình thường bây giờ người ta sẽ lựa chọn những cái vân sáng chú ạ. Tức là cái vân sáng nó sẽ giúp cho cái nhà mình nó sáng hơn. Đấy, những cái dòng vân như đây này, cô chú này. Đấy, nó sáng cái nhà mình lên. Chứ nếu như mà mình chọn những cái hoa văn nó tối nó đậm ấy, thì lên một cái tổng thể nhà mình nó lại thành xấu. Đấy, cô chú cứ chọn những cái dòng như thế này, trắng vân mây, trắng bụi khói. Đấy, những dòng này thì tự nhiên cái nhà mình sáng hết. Bởi vì sau này nhà mình đang còn ghế này, kệ, quầy rất nhiều. Đúng chú? Đấy, thì cô chú có lên những cái dòng sáng là nó rất là đẹp. Đấy, nhiều lắm, cái này. Cái này thường là các kiến trúc sư người ta sẽ đưa vào để tư vấn cho cô chú. Ví dụ lên cái thiết kế nhà mình sẽ lựa chọn loại gì để nó phù hợp. Đấy, quan trọng mức tiền là bọn cháu lại phải tư vấn lại cô chú. Tức là mình muốn lắm rồi nhưng mà nhiều khi nó mình phải có giới hạn. Giới hạn là một nấy tiền thôi thì lại phải tư vấn ngược lại. Cô chú chỉ nên chọn cái này thì kia thôi. Đấy. Nhiều lắm, trong này bọn cháu rất nhiều mã gạch. Và những cái này bọn cháu lại không bán ra ngoài, chỉ cấp bên trong. Trên này... trên này bên cháu là phòng thiết kế. Phòng thiết kế, dạ. Đây là một phòng. Đây là sản xuất ra hồ sơ thiết kế. Thì thiết kế bên cháu có rất nhiều phòng ban, bao gồm là mặt bằng này. Mặt bằng sẽ tính toán về công năng, diện tích, phong thủy. Đấy, sau đấy đến sang 3D, tức là dựng những cái hình liên quan đến ngoại thất bên ngoài. Phối màu sơn. Đây, cháu mời cô chú. Đấy, ví dụ như ở đây là phòng dựng 3D, đây. Đúng cái phong cách của cô chú đây. Đấy, chú thấy đúng không? Quang, Quang xoay xoay cho cô chú thấy xem. Trước cái cháu Thắng cũng gửi cho mấy. Dạ. Đấy. Tất tần tật là cô chú thấy mà ra bên ngoài nó sẽ y đúng như vậy. Dạ. Tức là chỉnh sửa theo yêu cầu của chú. Chú muốn cao lên, chú muốn thấp đi, hẹp hơn là chỉnh sửa. Sau cô chú có sang đây, cô chú thích chỉnh cái nào cô chú chỉnh. Chỉnh khi nào mà ưng ý thì thôi. Sau khi mà xong đấy thì chuyển sang bộ kỹ thuật với lại tính kết cấu. Kết cấu tức là tính sắt thép trong nhà. Bao nhiêu cây sắt, sàn bao nhiêu. Đấy. Dạ. Dạ vâng. Ngày xưa là mình cứ giao hết cho ông cai thầu. Ông ấy gọi bao nhiêu thì mình cấp bấy nhiêu. Nhưng mà làm như thế là mình không quản lý được. Nhiều khi là gạch nó hư, nó bị nứt, nó bị vỡ là mình lại phải chịu tiền mua cái mới. Còn đây bọn cháu đã làm trọn gói là bọn cháu tận dụng từng viên một. Đấy, để không làm sao để nó tiết kiệm. Đây là bên các phòng ban khác. Vâng, trong đây là nội thất. Và đấy, trong phòng là đặt giường ở đâu, thiết bị vệ sinh ở đâu, kích thước như nào là trong này có hết. Cô chú thấy bài bản chưa? ưng chưa cô? Ưng luôn, nhìn qua phát là ưng luôn. Bởi vì bọn cháu làm lâu năm rồi, làm mười mấy năm trong nghề.
mà làm đâu là nét đó, không có thừa thiếu gì. Tức là cô chú muốn cái gì bọn cháu cũng làm được, muốn thấp có hàng thấp, muốn cao có hàng cao. Miễn sao là cô chú thấy ưng, thấy hài lòng thì bọn cháu làm. Dạ. Mai tôi ra ngoài này thì dạ. Hôm qua là cô về quê mà. Vâng. Thì cô ra đây thì ở thì công ty cháu ở đâu nó mà ở bạn Phúc ở thì cô ghé qua. Dạ. Một tí hôm qua vâng. Thì cô ra ngoài này thì cháu. Thế sáng nay thì cô mới bảo là bảo chú cô là chở tôi về đây. Dạ. Đấy là xem là tư vấn như thế nào. Vâng. Hôm nay cũng là gặp cháu này. Đấy, hôm nay đầu tuần thì cháu hay xuống đây, cháu hay xuống đây cháu làm việc. Dạ. Đấy. Về thì cô cũng có thể là cô cũng trao đổi với mọi người và hôm nay cô chú đến đây rất là vui thì cháu sẽ gửi tặng cô chú cái catalog và hợp đồng và cuốn này để về cô chú cứ xem qua xem là mình ưng ý hay chưa các thứ chưa. Thì trong này bọn cháu có hết những mẫu nhà đẹp, có hết các mẫu nhà đẹp do trực tiếp bên cháu thiết kế và thi công rồi. Ân cho anh cái túi. Dạ vâng, mình cứ trao đổi bởi vì xây cái nhà nó là cả đời. Đấy thì dạ. Đây là cô hôm nay cô cũng đến gọi là thứ nhất là tham khảo cái hai nhờ các cháu là tư vấn sơ bộ một chút. Dạ vâng. Đấy. Với lại cháu tặng chú bộ trà, ấm trà quý. Đây, trà quý cho chú. Đấy nha. Cảm ơn. Đó. Chẳng mấy khi cô chú qua chơi mà sau làm hay không nó là cái duyên của cháu với cô chú thôi, không vấn đề gì. Dạ. Dạ vâng. Đúng rồi, bình thường là không gặp được cháu vì bình thường là cháu sẽ đến xong là cháu đi luôn đấy, đi từ Nam ra Bắc. Vâng, các tỉnh đều có hết. Dạ, này là tặng cô chú. Dạ vâng. Cô chú cứ trao đổi. Dạ vâng. Cái đấy là cô chú cứ trao đổi thoải mái, đi xem thoải mái, đến lúc đâu mà đồng ý thì cứ alo cho Thắng. Thắng. Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng và cảm ơn cô. Dạ chú. Rồi rồi. Như vậy là quý vị và các bạn đã vừa cùng với lại tôi chúng ta xem qua một cái góc quay, một cái nhật ký mà do trực tiếp tôi tư vấn cho khách hàng. Một khách hàng vô tình ghé qua trụ sở Mark Home thôi, chưa tìm hiểu về Mark Home bao giờ, chưa biết về Mark Home cũng như thế là chưa có ai giới thiệu mà đến đây trực tiếp để tôi tư vấn. Và chắc chắn cô chú sẽ là người lựa chọn Mark Home, chắc chắn là người sẽ ký kết hợp đồng với Mark Home. Bởi vì trước khi về cô chú vẫn luôn nói rằng hôm nay rất là may mắn và rất là vui. Đấy, khi mà khách hàng đến với chúng ta cảm giác đầu tiên là vui, là mừng. Đó là điều mà chúng tôi muốn khách hàng nhận được, chứ không phải là chúng ta ký kết hợp đồng chúng tôi mới phục vụ như vậy. Khi mà khách hàng đến với Mark Home là xem như là người thân, xem như là những người sẽ đồng hành gắn bó cùng với chúng tôi. Thế nên bất kỳ ai, kể cả những người chưa có nhu cầu xây nhà, kể cả những người chúng ta chưa có dự định làm nhà, quý vị các bạn đừng ngần ngại, cứ tới trực tiếp trụ sở công ty chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình và chắc chắn có thêm những phần quà để chúng ta mang về. Rồi, xin cảm ơn quý vị các bạn, hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.